Em xin chào thầy các bác. Trong video buổi sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 5, như thường lệ em tiếp tục lên video, làm video gửi đến các bác hai sản phẩm mà các bác yêu cầu. Một thứ nhất là em na dọc dưa và một em la sân đình. Đấy. Hai em rất đẹp nhé các bác nhé. Thì em vào việc chính luôn. Em thứ nhất là em la dọc dưa. Em này có chiều cao 85 đến 88 cm. Có sải cánh 30. Lồng trước và lồng sau là lồng si. Đấy. Cánh cổ lành em bao nhé các bác nhé. Đấy, các bác nhìn logo này. Em sao cho ánh sáng đủ. Logo nhìn rất là sáng mới. Đấy. Một em la dọc dưa dòng quạt quốc dân. Vâng, gọi quốc dân cho nó dân dã. Đây, như mặt của nó đây các bác này. Về phần nhựa thì ok, nhưng mà về cái phần nó mặt của nó thì thỉnh thoảng nó có một vết xước các bác nhé. Do vận chuyển thì nó cũng mới lại thời gian nữa, không tránh khỏi xước sát. Các bác mua đồ cũ rồi dùng lại, dùng rồi thì nó không thể như mới được. Nhưng về chất lượng của nó thì vẫn rất ok các bác nhé. Đấy. Thì em này có một đồng hồ 4 phím 3 chế độ gió. Đấy, tôi đang rút. Đấy. Cổ cánh em vẫn bao lành cho các bác này, em đang xoay luôn, chẳng may thì nó ok cổ cánh này các bác nhé. Sau đây em xin test chức năng của nó luôn. Em bật số 1 đồng thời bật túp năng. Đấy, các bác nhìn này, một em quạt Nationa dọc dưa. Đấy, tổng thể của em đây, em soi xa để cho các bác nhìn. Chạy số 1 chạy rất êm bác ạ. Không nghe một tiếng động nào. Mấy bác nhắn tin bảo là sáng toàn quên không tắt quạt, ngủ dậy là quên không tắt. Vì nó êm quá. Em chuyển sang chế độ số 3. Đấy. Đây, bầu em nó rất là trắng, tôi đang rút nhé bác nhé. Cổ cánh này mọi công năng chức năng hoạt động bình thường. Thì em này em không cần phải quảng cáo nhiều, vì dòng Nationa này nó đã có thương hiệu rất lâu rồi. Đấy, em chỉ về vệ sinh sạch sẽ và tra dầu mỡ, đang bán cho các bác thôi. Đấy, mọi chức năng công năng hoạt động bình thường, giá bán em bán công khai 1.600.000. Đấy, dòng quạt na này thì lãi nó cũng được nhiều các bác. Bằng đâu đó bây giờ mùa hè vào rồi, em nhập cũng 1.300.000-1.400.000. Bán như này chỉ để giao lưu với các bác thôi, nên là mong các bác không mặc cả nhé. Em thanh niên tính nên là rất ngại mặc cả. Tính lại cả lẻ nữa, các bác mặc cả đâm ra em ngại, em lúc em không dám trả lời. Thế là mong các bác em đã nên cái giá này là cái giá gọi là gần như là mặt hạng nhất rồi, nên là mong các bác không mặc cả cho đỡ mất thời gian của tất cả mọi người. Đấy, em bao lành bao chạy êm, điện mini 100V, giá công khai 1.600.000. Bác nào chuyển nguồn thì các bác cộng thêm cho em thêm 100 nữa. Đấy, chuyển còn hết thì em vẫn bao ship. Đấy, nãy lời không bao nhiêu, nhưng mà vì cái cơ chế của mình là cái chuyển khoản hết bao ship vẫn còn hoạt động, đâm ra là em vẫn cứ duy trì. Đấy, mong các bác tham khảo. Em chuyển sang em thứ hai, một em la, bọn em vẫn gọi là la sân đình. Đấy, cái mặt tổng thể của nó là bốn góc, nó bốn cái trụ đấy, xong rồi bố trí xung quanh nó vuông thành các cạnh, nên là nó gọi là sân đình. Không biết là bên Nhật nó gọi là gì không biết, nhưng về Việt Nam bọn em thì cứ bán quạt thì gọi là na sân đình cho nó quen. Đấy. Thì em này là cao 88 cm, lồng trước lồng sau là lồng si các bác nhé. Lồng si với lồng mạ nó sẽ chênh nhau tầm từ 500 đến 700.000, nên là bác nào không không
không biết hay không hiểu thì lại bảo là thắc mắc là tại sao mà có cái con quạt 3 triệu hơn 3 triệu, có quạt này hơn 2 triệu. Vì là nó lồng mạ đồng si nó sẽ chênh nhau. Mà nhiều khi nó chênh nhau về cả độ độ đẹp và độ xấu nữa. Đấy, tiền tầm nào thì giá tầm đấy. Một em na sân đình cánh màu xanh, đấy nô rất là sáng, lồng trước lồng sau là đều lồng si. Bầu nhựa các bác nhé. Cổ cánh vẫn còn lành. Em bao cổ cánh này cho các bác. Đấy. Nên tổng thể của em này thì đây, mặt đằng trước các bác nhìn đây, vuông thành sát cạnh vẫn còn rất là mới, mặc dù là nó cũng xem nào đây em, à đây còn số, đây còn số của năm 1979 nhá bác nhé. Đây, bác nào sinh năm 1979 thì cố gắng nhanh tay ấn nút chốt đi, chưa 1979 là số này thần tài lớn đấy, rất đẹp. Bác nào mà thiếu cái bộ sưu tập thì các bác nhanh tay ấn điện thoại chốt cho em. Sau đây em test chức năng của nó luôn. Em này thì có 4 phím 3 chế độ gió. Hai phím này là một phím túp năng và một phím gió cơn. Đồng hồ hẹn giờ 60 phút. Đấy. Sau đây em test chức năng nó luôn. Em bật số 1 và đồng thời bật túp năng. Góc quay 90 độ các nhé. Đấy, các bác nhìn. Logo của nó rất là sáng. Đấy, lồng trước, lồng sau em vẫn để nguyên zin. Lồng mạ, còn nếu có bác nào mà thích cho nó mới đẹp hơn thì các bác cứ chốt đi rồi em free cho các bác cái công làm cho nó đẹp. Đấy, chạy rất êm các bác nhé. Em chuyển sang chế độ số 3. Gió như bão vẫn rất êm bác nhé. Thì video của hai hôm trước em cũng có đăng một em quạt nhưng mà đồng mạng thì em đã chốt rồi. Thì chiều hôm qua em lại về một em đồng si. Đấy. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Giá công khai em bán tại cửa hàng. Em tắt đi em nói cho nó đỡ ổn. Giá công khai bán tại cửa hàng em bán con này là 2 triệu rưỡi. Điện nguyên zin 100V. Đấy. Mọi chức năng công năng hoạt động bình thường. Cổ cánh lành, logo mới. Đấy. Bác nào chuyển khoản hết thì em vẫn bao ship. Đấy, hôm nay thì em nên hai em này thôi. Còn em còn rất nhiều những cái sản phẩm khác. Giá thì các bác nó có nhiều phân khúc. Bác nào thích tầm phân khúc nào thì cứ mạnh dạn điện cho em. Em sẽ tư vấn cho các bác những cái em quạt mà hợp lý với lại túi tiền của từng bác. 5 700 cũng có, mấy triệu cũng có, rất nhiều phân khúc. Thì bác nào xem kênh của em mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Và các bác ấn vào cái nút chuông ở phía trái màn hình để mỗi khi em phát video mới, các bác sẽ nhận được những thông báo cũng như thông tin chi tiết những sản phẩm mà em vừa đăng lên, để cho các bác đỡ phải mất công tìm kiếm. Đấy, xong là các bác mạnh dạn điện cho em là có thông tin ngay. Thế là số điện thoại của em là 0969 135 686. Số này cũng là số Zalo của em. Em có địa chỉ tại Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương. Đấy. Em quay lại cho các bác xem chi tiết. Còn bác nào ấy thì bác nào thích em chốt em nào thì các bác nhắn tin điện thoại cho em rồi em sẽ chụp hình ảnh chi tiết từng sản phẩm một. Thì video buổi sáng ngày hôm nay thì em xin phép dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các cô bác anh chị đã theo dõi video.